Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh là con vật giống như là con ngựa. Các bạn nhìn rất là sộ này, nhưng mà con ngựa này há mồm nhe răng ra. Trước tiên thì mình sẽ tô đám mây trước nha. Chỉ với ít phút mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy.
cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip hướng dẫn tô màu lần sau nữa nhé. Các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nữa nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.